Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một thiết bị router Wi-Fi băng tần kép chuẩn AC1200 mới đến từ Totolink. Đó là mã sản phẩm A810R. Sau đó, chúng ta sẽ có một bài test hiệu năng nho nhỏ về tốc độ cũng như trải nghiệm Internet trên thiết bị A810R này nhé. Ok, bắt đầu nào. Bên trong hộp thiết bị ta có một router Wi-Fi A810R, một adapter nguồn 9V 0.5A, một cáp mạng RJ45 và một catalog hướng dẫn sử dụng. Về A810R, thiết bị mang thiết kế mới của hãng Totolink trong năm nay, với những đường nét góc cạnh xen kẽ với bo tròn hài hòa, được truyền cảm hứng từ những mẫu xe hơi cao cấp. Ở mặt phía trên có in logo của Totolink. Mặt bên dưới có dán tem thông tin của thiết bị. Cả mặt dưới lẫn mặt trên của A810R đều được trang bị khe thoát nhiệt, giúp thiết bị có thể hoạt động ổn định và bền bỉ trong thời gian dài. Ở cạnh hai bên và mặt phía sau là nơi đặt 5 anten, mỗi anten có độ lợi 5 dBi, bao gồm 3 anten 2.4G và 2 anten 5G được đặt xen kẽ với nhau. Mặt phía sau của A810R còn là nơi đặt các cổng giao tiếp và nút bấm, bao gồm nút RST-WPS, jack cắm nguồn, một cổng WAN và hai cổng LAN. Tất cả ba cổng này đều có tốc độ là 100 Mbps. Thiết bị A810R có tốc độ không dây đạt 1.167 Mbps với 300 Mbps ở băng tần 2.4G và 867 Mbps ở băng tần 5G. Việc được trang bị lên đến tận 5 anten giúp thiết bị hoàn toàn đáp ứng cho nhu cầu truyền tải dữ liệu ổn định và mạnh mẽ. Trên lý thuyết, A810R có thể kết nối từ 40 cho đến 45 thiết bị cùng một lúc ở cả hai băng tần. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm tốc độ cũng như hiệu năng của thiết bị A810R tại những vị trí khác nhau trong văn phòng làm việc có diện tích khoảng 160m² xem như thế nào nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bài test với thiết bị A810R. Ở đây trên sơ đồ thì màu cam sẽ hiển thị vị trí của A810R. Ở đây mình sẽ đặt ở giữa văn phòng làm việc. Và giống màu xanh sẽ hiển thị các vị trí test. Đây các bạn có thể thấy là tốc độ rất là nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ test tiếp với sóng 2.4G của A810R. Trong môi trường văn phòng làm việc khá là nhiễu sóng thì tốc độ ở sóng 2.4 ở băng tần 2.4G của A810R cũng khá là ổn định. Ok, bây giờ chúng ta đang ở trong phòng họp. Sóng 2.4 trước và đến sóng 5G sau. Như các bạn có thể thấy là mình đang đứng ở cuối phòng họp, nhưng tốc độ của sóng 2.4 rất là nhanh, rất là mạnh. Ở đây chúng ta có một chút giật lắc, nhìn về cơ bản thì tốc độ vẫn ổn. Giờ chúng ta sẽ trải nghiệm video. Cường độ của sóng A810R rất mạnh. Ở đây ta thấy tốc độ xem, khả năng xem video Full HD rất mượt mà. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục với sóng 5G. Tốc độ sóng 5G rất nhanh. Như các bạn có thể thấy là qua tất cả hầu như là những bài test vừa rồi thì sóng 5G có một sự vượt trội nhất định so với sóng 2.4. Có thể nói là rất mượt mà. Ok, như vậy là xong.
Giờ chúng ta sẽ thay đổi vị trí của A810R. Ok, bây giờ chúng ta đã thay đổi vị trí của A810R. Giờ chúng ta sẽ test theo đường chéo. Trước tiên là sóng 2.4G. Ở một khoảng cách nhiều vật cản và xa như thế này, thì chúng ta hãy thử xem khả năng phát sóng của A810R là như thế nào. Sóng tuy yếu nhưng vẫn nhận được. Cường độ sóng A810R như chúng ta có thể thấy ở chiếc điện thoại bên phải nhận được nó đã yếu hơn rất nhiều do thay đổi vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem video xem nó còn mượt mà hay không nhé. Lúc này đã có hiện tượng giật lắc nhẹ. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem thử xem có thể coi được video hay không. Video vẫn xem được khá là ổn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với sóng 5G. Đầu tiên vẫn là bài test tốc độ. Tốc độ của sóng 5G vẫn vượt trội hơn so với sóng 2.4. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử video. Có thể thấy là video Full HD trên YouTube với sóng 5G rất là mượt mà, hoàn toàn không có giật lắc như sóng 2.4 vừa rồi. Qua những bài test vừa rồi thì mình nhận thấy là với một thiết bị router Wi-Fi băng tần kép hiệu năng tầm trung như A810R thì việc đáp ứng nhu cầu trải nghiệm Internet tốc độ cao khá là ổn. Đặc biệt là với băng tần 5G ở trong môi trường có nhiều vật cản. Bên cạnh đó thì khả năng đâm xuyên của sóng 2.4 trên A810R này cũng cho kết quả khá là tốt. Video đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Toto Linh Việt Nam. Và cũng đừng quên để lại phần góp ý ở dưới mục bình luận để bên mình có thể hoàn thiện hơn về những video trải nghiệm sản phẩm router Wi-Fi mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.